cuộc sống tuyệt trần nơi thiên đường. Lông sao? Đúng thứ mình cần nè. Giúp mình với. Viên mẫu nha. Hú à, trang trí thêm lông, cả màu hồng nữa ha. Thử nào. Chào đón thiên thần Mia nào. Mấy giờ rồi nhỉ? Hả? Mình trễ hẹn rồi. Cánh của mình. Ồ, không được. Đếm xem mình có bao nhiêu cánh thiên thần nào. Còn cái này thì sao? Đến chỗ Toby thôi. Trễ hẹn rồi ư? Tình yêu của bạn mới đáng để chờ thôi. Em đến rồi nè. Làm anh lo quá à. Không sao rồi. Mình cứ để đôi tình nhân này tí riêng tư nha. Ô ô, nóng quá đi. Búp bê, lại đây nào. Claire đâu rồi? Mình đang ở đâu thế này? Trang điểm. Lấy miếng vải. Phú à, may thành trang phục. Thử bộ đồ một mảnh lên nào. Mang cả váy và vòng cổ. Thêm trang phục nha. Cắt thành hình cánh, gắn vào. Bán miếng ớt nào. Gắn sừng và đuôi vào nha. Đẹp tuyệt trần luôn nè. Lấp lánh ơi, lại đây nào. Mài răng hả? Ở nhà chán quá đi. Nhìn ống nhòm xem thử nào. Có gì nào? À, có cặp đôi kìa. Ở bên nhau anh vui lắm. Đáng yêu chưa kìa. Để mình quậy đục nước mấy người luôn. Hình như có người bị dị ứng rồi kìa. Trời ơi, em phải đi gặp bác sĩ. Em ơi, chờ đã. Thành công rồi. Giờ thì ở trên thiên đường có chuyện gì nào? Có thêm cặp đôi khác hả? Yêu ơi, yêu quá đi. Chia tay hết coi. Nhưng ma thuật ác quỷ không có tác dụng gì ở đây cả. Mình sẽ đến chỗ đó ngay. Vẽ hình lỗ chìa khóa. La Le Cadabra. Trang trí phần đế. Đính kim sa vào. Treo móc khóa lên nha. Ổ khóa và chìa khóa đã sẵn sàng. Chúng ta đi đâu đó nhỉ? Từ vực sâu lao đến. Thấy rồi nha. Đâu ra vậy? Chỉ đi dạo thôi. Mia, để anh. Chúng mình cần không gian riêng á. Mình sẽ còn quay lại đó nha. Cái gì vậy trời? Ngây thơ ghê. Còn kem thì sao? Để anh. Thời đến rồi. Chọn cái nào nhỉ? Bắt được rồi nha. Chào mừng. Ghê quá nhỉ. Giờ anh là của em rồi. Không có chìa khóa là không mở được đâu nha. Lấy vòng nào. Biến chiếc hộp này thành đầu lâu. Cho trang sức vào. Claire biết cách làm cho người khác ngạc nhiên ghê. Muốn về nhà quá đi. Rồi anh sẽ quen thôi. Em sẽ làm cho anh vui. Cho anh cái nào nhỉ? Ồ, chờ em nha. Đói chưa? Không đói. Còn tiền thì sao? Tốn thời gian vô ích thôi. Không ai cưỡng lại vàng cả. Anh thì có nha. Vậy thành chồng của em, rồi em tha cho anh ra. Anh có người yêu rồi. Hey.
cánh cửa này dẫn đến đâu thế? Mình phải tìm anh thôi. Cái màu xanh lá cây nhỉ? Trời đẹp quá đi. Có ai thấy anh này chưa ạ? Bạn thì sao? Chưa thấy. Phải tìm tiếp thôi. Thiên thần không được phép vào. Làm sao để vào bây giờ? Lấy vải và ri băng, trang trí thêm đá. Thử khăn choàng lên nào. Viền nét nha. Gắn dây kẽm vào. Chuẩn bị đất nặng. Chèn một ghim. Tạo thành hình sân. Hoan hô, chuẩn bị vào địa ngục rồi. Cải trang như này, không ai nhận ra mình đâu. Có ai ở đây không? Nhấn nút thích nếu bạn muốn thiên thần sống được tự do nha. Mình đói quá đi. Đi ăn thôi. Quấn kẽm quanh xiên. Tìm bánh xe. Cắt phần thừa ra nào. Làm thành cái mâm. Đẩy nắp lên. Xe đẩy có mâm đến rồi nè. Claire đang chờ đồ ăn. Tim làm thành tráng miệng cho ác quỷ. Đồ ăn đến rồi nè. Cái gì thế? Thịt đâu? Chờ tí. Nè, cứu mình với. Thì ra đây là kế hoạch của Claire. Mia, làm gì thế? Đến cứu anh đó. Đúng, cùng chạy thôi. Hả? Trốn thoát rồi. Nhưng bằng cách nào? Bắt lấy. Làm kẹo bông gòn nha. Quấn len bao quanh nào. Trang trí thêm kim tuyến. Nhâm nhâm. Ngon quá đi. Hoan hô, chúng mình làm được rồi. Chào nha. Về nhà nhanh lên. Claire đâu rồi? Chúng mình lại như xưa rồi, vui quá đi. Anh cũng vui nữa. Cho mình kẹo bông gòn nha. Mia, cứ tự nhiên đi. Lại là Mia. Coi chừng. Lấy dây kẽm. Cắt ra nào. Quấn lại với nhau. Chọn màu. Màu đen hợp hơn đó nha. Thêm kim tuyến. Đầu đỏ. Cây đinh ba sang trọng dành cho ác quỷ đây. Tim anh đập nhanh hơn khi ở bên em đó. Mình phải phá cho hôi. Mình có ý này nè. Vỏ chuối. Ủa, bay lên trời luôn. Em là số 1. Mình có ý khác nè. Cưới anh nha. Dạ, tất nhiên. Yay. Ô không, phải làm sao bây giờ đây? Đừng khóc mà. Mình cô đơn quá. Thời của mình đến rồi. Cưới anh nha. Hả? Cây đinh ba này là dành cho em. Em đồng ý. Hai đám cưới vui hơn một nhỉ. Chuẩn bị nguyên liệu nha. Gắn cây vào. Trang trí hoa nè. Claire sẽ đẹp lắm đây. Sơn lại màu trắng. Gắn cổng hoa vào. Mia thích lắm. Cổng hoa đã sẵn sàng cho hai cô dâu rồi. Hugh và Toby đang chờ người yêu. Chỗ này đặt cổng hoa được á nha.
ghế cho khách nè. Thảm đi. Anh đi trước đi. Tất nhiên rồi, em trước. Chú ý, buổi lễ bắt đầu rồi. Hai con có nguyện là vợ chồng hợp pháp hay không? Dạ có. Dạ có ạ. Chuẩn bị ném chưa? Minh. Hoa của thiên thần sáng quá đi. Giờ tới mình. Hai đám cưới cùng lúc đuối quá đi. Buổi sáng của thiên thần bắt đầu lúc mặt trời mọc. Ngày cưới của cô nàng sắp đến. April hơi choáng ngợp. Đầu tiên, thiên thần muốn đi tắm, nhưng đặt chân lên sàn lạnh thì không phải ý hay, và có vũng nước khắp nơi. Mình nên mua thảm nhà tắm. Lalilu giúp mình chọn nha. Cắt đôi cánh nhỏ màu hồng từ giấy mút có họa tiết. Mình cần bay đến các đám mây và mang một ít về đây. Dán lông vũ nhỏ ở mặt sau. Trang trí chữ Angel lên trên thảm. Thêm đá ở viền. Sàn nhà đã khô ráo và sạch sẽ. Lalilu chuẩn bị món quà cho April. Thảm tắm đẹp đẽ. Nó rất mềm và sáng nữa. Cảm ơn nha. Keo nến đen rất thích hợp để làm cây chĩa. Thêm đường viền và gắn với tay cầm. Sợi dây giúp món đồ được giữ chặt. Làm nổi bật gậy selfie bằng sơn acrylic màu vàng. Trang trí thêm đá và cho điện thoại vào. Giờ cô nàng có thể dễ dàng chụp các bức ảnh đẹp rồi. Buổi sáng của ác quỷ cũng bắt đầu bằng việc chuẩn bị đám cưới. Judy muốn chia sẻ niềm vui với cả thế giới này. Hay ít nhất cũng là người theo dõi nàng. Gậy chụp ảnh của mình đâu? Thấy rồi nè. Ok, bắt đầu quay nha. Xin chào mọi người. Không thể tưởng tượng được mình đang vui thế nào. Các bạn sẽ thấy mình cưới. Và đó sẽ là đám cưới rất tuyệt vời. Thiên thần đến salon làm đẹp. Thợ làm đẹp đề xuất các dịch vụ cho cô nàng. Nên bắt đầu từ trang điểm cưới. Không, mình thích vẻ ngoài tự nhiên hơn. Vậy nên cắt hay tạo kiểu tóc mới? Không được. Mình sợ bị rụng dù chỉ một sợi tóc. Chà, khó quá ta. Vậy mình giúp gì cho cậu? Cậu có thể trang trí đôi cánh của mình nha. Wow, yêu cầu lạ quá. Bắt đầu nào. Thợ làm đẹp mang chuỗi phụ kiện và thêm nhãn dán pha lê cho đôi cánh. Đúng với những gì mình tưởng tượng nè. Chúc mừng đám cưới của cậu nha. Cảm ơn, mình sẽ là khách hàng thường xuyên của cậu. Đôi cánh trông thật tuyệt vời. Định hình đồ khuấy cà phê và dùng dũa làm bóng viền. Rắc lớp kim tuyến lên sơn bóng. Cắt ống hút và đổ dầu dưỡng bóng vào nha. Làm kính viền và rắc kim tuyến lên nào. Đừng để dầu tràn, nếu không nó sẽ bị hỏng đó. Túi đựng bằng da nhân tạo này có thể sử dụng lâu dài. Gắn ri băng co giãn và để tất cả dụng cụ vào các ngăn riêng. Giờ không thứ gì bị mất nữa rồi. Cột túi đựng lại bằng dây. Ác quỷ Judy đi đến salon làm đẹp. Chúng mình có thể giúp gì cho cậu? Làm đẹp? Làm móng à? Không. Vậy cậu muốn làm gì? Chăm sóc sân của mình. Các nhân viên chưa gặp khách hàng nào như vậy. Đúng là nhiệm vụ lớn mà. Mình sẽ dũa nó nha. Định hình. Sơn ít dầu và sơn bóng. Thêm kim tuyến. Thành quả quá đẹp luôn. Nhìn qua gương nè. Judy rất thích nó. À, nhìn cặp sừng của mình đang tỏa sáng nè. Mình cho tiệm này A cộng luôn. Hôm nay April chọn váy cưới. Nhân viên cửa hàng chào đón vị khách đẹp như thiên thần. Cậu có đôi cánh thật đẹp. Cứ lại phòng thứ đồ, mình sẽ đem mọi thứ đến cho. Chiếc váy được thiết kế riêng và khách hàng cần đặt trước. Nhân viên bán hàng mang váy đến. Màu hồng ư? Chắc có gì sai sót. Cô dâu trước đó đến muộn, cho nên mình nhầm. Không phải chiếc váy này. Xin lỗi nha. Không sao đâu.
để chúng mình trang điểm cho cậu, để có phong cách như đang trong tiệc cưới nào. Ghép vải thuyên như vậy nha, cắt viền cho đều, áo nịt ngực ren, còn gì hợp với cô dâu thiên thần hơn. Thắt lưng vàng sẽ tôn lên vòng eo của cô nàng, và dây ri băng có họa tiết sẽ giúp chiếc váy được sáng hơn. Cần ít hoa nữa nào. Có đá trên áo nịt ngực, các nhà thiết kế giỏi nhất đã tự tay trang trí hạt lên trên đó. Các nhà tạo mẫu bắt đầu làm tóc nè. Búi tóc thanh lịch và những lọn tóc buông xõa là phong cách hoàn hảo cho thiên thần. Wow, cô dâu đang thử mạng che mặt lần đầu. Hai tay cô nàng mang găng tay riêng. Cô dâu xinh xắn quá đi. Nhân viên cửa hàng không thể rời mắt khỏi April khi cô nàng thử đồ. À, đẹp quá. Cậu mặc rất hợp. Cảm ơn đã lựa chọn chúng mình nha. Cảm ơn, mình rất vui. Giờ mình có thể kết hôn được rồi. Thiên thần vừa rời đi, ác quỷ đã đến. Ồ, cô Judy, cậu thật đúng giờ. Đồ của mình xong chưa? Tất nhiên là xong rồi, cứ đến phòng thử đồ đi. May chiếc váy vừa vặn từ vải màu đỏ. Cần thiết kế đặc biệt cho vị khách đặc biệt nha. Kiểu lệch vai đang dẫn đầu trong mùa này. Găng tay ren rất hợp với lông vũ đen và vòng tay. Thêm các hạt để bộ váy hoàn hảo hơn. Ngay sau đó, họa tiết đẹp đẽ như dung nham tràn ra trên chiếc váy. Vải thuyền lấp lánh đầy phong cách như vậy. Và tầng làm từ vải thuyền chấm mì đen sẽ tăng thêm độ phong. Cắt lại. Cần thêm kim tuyến nữa nào. Judy mặc váy cưới trông rất xinh đẹp. Ác quỷ bắt đầu quay trực tiếp từ cửa hàng. Nhìn đồ của mình đi, có rực cháy không nào? Cậu thích chứ? Thích, mà người hâm mộ của mình trông chờ hơn vậy. Chúng mình vừa chuẩn bị món đồ phù hợp với phong cách độc đáo của cậu. Chân váy có điều bất ngờ, nhưng khám phá nó sao nha. Xoắn dây để làm nửa hình trái tim, ghép lại với nhau trên tấm mút xốp. Trái tim thiên thần có cánh, và dùng lông vũ che phần đế đi. Nhẫn cưới trơn cho chú rể, và nhẫn kim cương cho cô dâu. Chúng mình rất mong chờ buổi lễ. Thực ra nó chỉ mới bắt đầu. Ngồi đây nào. Chú rể đang rất lo lắng. Đây là ngày quan trọng mà. Mình không thể chỉ lấy nhẫn ra khỏi túi. Mình sẽ đặt nó ở đây. Không, mình cần nghĩ về điều gì đó. Và sau đó, một phép màu. Bảo vệ bầu trời đã cho chú rể một giá đỡ tuyệt đẹp cho cặp nhẫn cưới. Đúng là những gì mình cần. Đừng bay đi vào thời điểm quan trọng nhất nha. Và cô dâu đây rồi. April đẹp như thường. Cô dâu và chú rể rất hạnh phúc khi gặp nhau. Hãy trao cho nhau lời thề. Anthony không bị vấp lần nào, dù anh chàng thật sự lo lắng. Và April cũng nói ngay. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Ôi, thật là khoảnh khắc ấm lòng. Họ đang trao nhẫn cho nhau. Giờ trái tim của họ được kết nối mãi mãi. Và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Xin chúc mừng cặp đôi mới cưới này. Cắt hình vòm từ mút xốp, đánh dấu bằng sơn trắng. Ngọn lửa sẽ cháy sáng hơn trên đây. Rất lung linh nha. Có các dây chuỗi đẹp trên vòm nè. Judy và Wood chọn nơi hoàn hảo để tổ chức tiệc cưới. Chú rể đang chờ cô dâu của mình. Cô nàng xuất hiện từ màn sương dày. Em đẹp quá. Wood trao bó hoa hồng cho cô dâu. Đây là loại hoa em thích nhất. Họ tuyên thệ lời thề và đánh dấu việc chung đôi bằng một nụ hôn. Giờ họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Anh sẽ vì em vượt qua biển lửa. Nói với người theo dõi của em đi. Họ cũng rất vui mừng cho chúng ta. Sơn màu xanh lá lên mảnh mút xốp. Trang trí hoa lên đó nha. Quả mọng, lá và rêu tạo thành nơi chụp ảnh tuyệt đẹp.
viền lấp lánh từ giấy mút sẽ biến mọi bức ảnh thành kiệt tác nghệ thuật. Thợ trang trí của chúng mình rất giỏi. Mọi thứ đều hợp với chủ đề của tiệc cưới. Họ sẽ nhớ ngày này mãi mãi. Buổi diễn tập diễn ra tốt đẹp. Sau buổi lễ, đôi tân hôn chụp ảnh chung. Nhiếp ảnh gia chào đón cặp đôi này. Hãy chụp thật nhiều ảnh thú vị nha. Cô dâu rất thích nó. Cứ tạo dáng theo cách mà các bạn muốn. Đây là ngày đặc biệt của hai bạn mà. Cặp đôi thiên thần trông thật hạnh phúc và tình tứ. Những bức ảnh cưới tuyệt vời này sẽ đi vào các trang đầu tiên trong album gia đình của chúng ta. Cắt vài ống nhỏ mắt. Phần đế được làm bằng keo nến để giữ ly luôn được thẳng đứng. Tại lễ cưới của ác quỷ, cả bộ đồ ăn cũng có sừng nữa. Cái đuôi bằng dây là thứ mình cần. Đắp kim tuyến đỏ lên trên viền ly. Vài chân ly sẽ có đá lấp lánh. Đôi môi trang trí ly của cô dâu. Và chiếc nơ dành cho ly của chú rể. Judy có lửa trong mắt. Cô dâu bắt đầu nhảy trong ánh lửa. Chiếc váy của cô nàng bắt lửa và biến thành chiếc váy đỏ nóng bỏng. Wow. Đó là điều bất ngờ chúng mình đã hứa hẹn. Wood yêu vợ mình quá. Buổi lễ kết thúc. Đến lúc chúc mừng rồi. Yeah, cạn ly. Đến lượt mình. Hãy nâng ly chúc mừng tình yêu của chúng ta nào. Ashley đang đi dạo qua khu rừng. Nơi này đẹp quá. Mình sẽ dừng lại ở đây để dã ngoại. Marshmallow nướng là món ngon nhất trên đời. May quá, mình tìm được củi đốt lửa rồi. Wow, em đẹp quá. Tại sao cô gái như em lại đi vào rừng một mình? Anh là Red, đang phụ trách dẫn đầu yêu quái. Làm các mảnh quần từ vải ánh kim. Hoàn thiện bộ trang phục bằng áo sơ mi đen. Trang trí vòng cổ. Red không thể từ chối áo khoác đỏ với tay phồng màu đen. Làm cặp sừng nữa. Yeah, rất đẹp. Chúng mình làm đôi cánh bằng vải nỉ đen và đỏ. Với bộ trang phục như vậy, kẻ phục vụ bóng tối sẽ không thể không gây chú ý. Và chiếc xe của anh chàng còn thu hút hơn nữa. Anh có thể giúp gì cho em không? Em muốn nhóm lửa, anh làm được không? Dễ thôi, hai cái chĩa này có thể dùng được. Wow, thật tuyệt, cảm ơn anh. Marshmallow đã an toàn. Lấy một ít, có đủ marshmallow cho cả hai chúng ta. Biến, làm cặp cây chĩa. Sơn viền. Kim tuyến vàng mắc vào ngạnh. Ashley đang nướng marshmallow trên que thì ác quỷ bước tới với cách khác. Dùng cây chĩa. Em chỉ có thể nướng một marshmallow trên que. Nhưng với cây chĩa này thì có thể nướng tới 3 viên marshmallow. Đúng rồi, chuyến dã ngoại này đúng là ý kiến tuyệt vời. Làm trang phục cho thiên thần bằng vải trắng. May các mảnh để làm chiếc quần. Hoàn thiện bộ trang phục bằng chiếc áo sơ mi. Có áo choàng lông trên vai của thiên thần. Thiên thần thì phải có đôi cánh. Thêm lông vũ cho đôi cánh. Dụng cụ làm sạch ống biến thành vòng hào quang. Nói xin chào Alan đi. Anh chàng là thiên thần từ trên xuống. Đây là nghịch lý. Mình có thể làm bất cứ điều gì, nhưng lại không biết phải làm gì. Âm nhạc luôn giúp thư giãn. Giờ là lúc khiêu vũ. Yeah, rất vui khi biết các động tác này. Sàn nhảy trên mây. Alan. Nice. Làm mọi thứ một mình thì không vui. Đũa thần đâu rồi ta? Đây. Biến. Đồ chơi pop x và sách. Không tệ nha. Câu trích hay quá, mình phải ghi nhớ nó. Ồ, mệt quá đi.
Chắc là mình có thể chơi với Pop X vậy. Biết rồi, mình sẽ đi dạo và tìm thứ gì đó vui nhộn ngoài kia. Trái đất ta đang tới đây. Làm chiếc dù thiên thần, nối hai ống hút, cố định thanh bên trong. Có lỗ ở trên, nó là phụ kiện cơ bản của thiên thần. Alan nhảy trên mây rồi tìm chỗ đáp xuống đất. Để xem có gì ở đó. Bãi biển cũng không tệ. Bên ngoài nắng quá mà mình quên kem chống nắng rồi. Em có cần giúp gì không? Ồ, anh từ đâu tới vậy? Anh ở trên trời xuống. Chiếc dù sẽ bảo vệ em khỏi ánh nắng. Cảm ơn anh, đúng thứ em đang cần. Rất hân hạnh. Anh phải đi rồi, nhưng anh sẽ rất vui nếu được đi xem phim đó. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Những chú chim nghĩ cây dù là tổ của chúng. Dễ thương quá. Ác quỷ trở về nhà, anh chàng đang yêu. Ồ, mình nên làm gì đây? Làm sao có cách để gặp được cô ấy lần nữa? Mèo con, cẩn thận hơn được không? Cậu lại làm đổ mực của ta nữa rồi. Ồ, đó là ý hay nha. Mình sẽ viết thư cho cô ấy. Văn của mình không hay lắm, nhưng hy vọng cô ấy có thể hiểu cảm giác của mình. Ồ, xong rồi. Gửi thư tới Ashley giùm ta nha mèo con. Làm lọ mực từ hạt đỏ. Chọn lông vũ đặc biệt. Thêm cổ và chân cho lọ mực. Nó rất thích hợp để viết thư tình. Ashley đang ngồi đọc sách trong công viên. Cậu có gì cho mình hả mèo con? Lời nhắn quan trọng sao? Hay lắm, để xem. Ồ, Red mời mình hẹn hò. Dĩ nhiên mình sẽ tới. Red đã tới đây. Ồ, nếu cô ấy không tới thì sao? Xin chào Ashley, em xinh đẹp như bó hoa này vậy. Ồ, mấy cái hoa này khác lạ quá. Achi. Ồ, để anh tặng món khác. Đất sét hồng và xanh lá biến thành ớt nè. Gói giấy bóng quanh bó hoa. Ớt lấp lánh kim tuyến. Đây, hôm nay tất cả hoa đều dành cho em. Em có muốn chúng nữa không? Thật có lòng quá à. Buổi hẹn đã được cứu vớt. Cặp đôi ngồi xuống và thưởng thức cốc chai. Cuối buổi hẹn, cả hai đi trên xe của Red. Chuẩn bị làm chiếc hộp nha. Hộp bằng giấy bìa sẽ sớm chứa đầy bắp rang giòn tan. Thật ngon mà. Cậu phải uống gì đó sau khi ăn bắp rang mặn. Coca nguyên vị là lựa chọn tuyệt vời. Alan mời bạn gái đi xem phim. Hy vọng em thích bộ phim này. Nó rất thú vị. Họ ồn ào quá. Có nên nói họ dừng lại không? Không, em cũng muốn ăn bắp rang mà. Anh quay lại ngay. Tuyệt quá, cảm ơn anh nha. Cặp đôi ăn bắp rang và xem phim. Kim cũng muốn ăn vặt nữa nè. Cô nàng không thể nói không được. Làm nụ hồng từ giấy mút nào. Tử đinh lăng và giấy bạc trở thành bó hoa. Thiên thần chuẩn bị món quà cho cô nàng mà anh ấy hẹn hò. Làm viền. Chiếc hộp dễ thương quá. Trộn đất sét. Biến. Mình làm thanh sô-cô-la. Là món quà hoàn hảo cho buổi hẹn. Sau khi xem phim, Alan mời Ashley đi dạo công viên. Có cửa hàng hoa ở đó. Thời tiết thật đẹp quá. Ồ, những bông hoa thật là đẹp mà. Cậu thích loại nào? Hoa này hả? Không. Cái này thì sao Ashley? Không phải. Chị có món nào đặc biệt không? Nhanh thôi. Ồ, bó hoa này đẹp nhất nè. Cảm ơn nha. Còn đây là vài thanh sô-cô-la cho em. Em rất thích. Red sưu tầm trang sức vô giá. Mình nên chọn gì cho Ashley đây? Chắc là vàng. Mình còn có dây chuỗi nhưng cô ấy không ấn tượng. Chú mèo đang chỉ vòng cổ xinh đẹp.
món này rất tuyệt nè. Phải gói nó lại. Ồ, ngươi đang đeo nó. Trả lại đây, cái này cho bạn gái của ta mà. Cuối cùng món quà đã xong rồi. Các cậu thấy sao? Liệu cô ấy thích vòng cổ này không? Vẽ vòm lên giấy mút kim tuyến, dán đỉnh đá. Món đồ này là món quý giá nhất trong bộ sưu tập của ác quỷ đó. Ashley đang đợi anh chàng trong công viên. Rex, em tới rồi nè. Xin lỗi vì tới trễ. Anh có quà cho em đây. Anh không cần phải. Tin anh đi, đó là món đồ quý giá đang đợi em. Wow, em chưa thấy món đồ như vậy bao giờ. Anh làm em bất ngờ quá. Có thể làm chú gấu nhiều lông bằng da nhân tạo. Cắt các chi tiết ra, may cắt mảnh lại, thêm bàn chân, có đôi tai trên đầu, khuôn mặt dễ thương quá à, vài phép thuật rồi chú gấu đã xong. Đồ chơi đẹp quá. Cặp đôi đang đi dạo ở công viên giải trí. Nhìn kìa, trò chơi. Anh sẽ cố thắng đồ chơi. Cái này cho em. Vui quá. Chào đã, anh sẽ giành giải thưởng lớn nhất cho em. Làm sao đây? Đấm bằng lực 700. Nhưng trước giờ chưa ai làm được. Ha, quá dễ với anh. Alan, em tin anh mà. Đánh và... Yeah, mũi tên tiến thẳng lên. Tôi phải đưa anh món đồ chơi lớn nhất. Nhưng vì anh xứng đáng. Cảm ơn vì một ngày tuyệt vời. Cặp đôi này sẽ có rất nhiều kỷ niệm với nhau đó. Các bạn thích ai hơn nào? Thiên thần hay ác quỷ? Nhớ bình luận bên dưới nha.